Ngã đến gà nghiện ngập đó hả chú? Người ta thường ngã, khi mà thật sự người ta cứ nghĩ mình không ngã được. Nếu không có như vậy thì mấy cha nhà văn lấy đề tài đâu mà sáng tác? Dạ. Chị cũng vậy. Ủa, cô đến rồi hả? Dạ. Tôi xin lỗi. Tôi mời cô đến đây để đem đàn cho cô hát thử, nhưng cô thấy đó. Vậy thì chắc em về lại công ty. Sao cô vội vậy? Tôi xin nói thẳng với cô. Dạ. Tập một bài hát để hát cho hay thì cực kỳ khó. Cô còn phải đến đây để tập nhiều lần. Nếu cần, tôi sẽ xin công ty cho cô được nghỉ từ giờ cho đến khi hội diễn. Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ chấm dứt hợp đồng ở đây. Kể cả việc bồi thường hợp đồng cho công ty, tôi cũng sẽ chấp nhận. Dạ, em chỉ nói là... Thôi, bỏ qua đi. Alo, anh Thành đó hả? Thế này nha, tôi yêu cầu công ty cho cô Ngọc ngưng làm việc từ giờ cho đến khi hội diễn, để tập trung cho việc tập bài hát. Anh thấy thế nào? Được hả? Vậy thì tốt. Cô nghe rồi đó. Cô còn thắc mắc gì không? Dạ không à. Cô có chất giọng rất tốt. Tôi sẽ huấn luyện cho cô trong vòng một tháng. Cô sẽ trở thành ca sĩ. Nhưng cô phải hiểu rằng con đường nghệ thuật là con đường cực kỳ khó khăn. Năng khiếu chỉ là một chút thuận lợi ban đầu. Cô cứ nghe lời tôi, cô sẽ không phải ân hận đâu. Dạ. Tốt lắm. Xong rồi. Chuyện sao rồi anh? Anh đang viết một kịch. Do cô phóng viên tự ý thêm thắt vào, anh đâu có lỗi gì đâu. Em cũng tin như vậy. Hôm nay em cũng không ở công ty. Ủa, vậy em đi đâu? Em đi học hát, nhưng cũng chưa được gì hết. Em rất lo lắng cho anh. Anh thì em không phải lo. Tiền
lắm anh. Em nghe nói xin thứ hai hợp lãnh đạo công ty, được cấp phó phòng trở lên. Còn có mời cả lãnh đạo thành phố gì đó xuống nữa. Chuyện mấy bài báo đó mà. Không. Hình như là có đơn tố cáo anh gì đó. Em nghe mấy chị văn phòng nói với nhau vậy đó. Được. Nếu mà như vậy, tuần này anh đưa chuyện công chị ra luôn. Em nghĩ có lẽ nên làm như vậy. Mình sẽ đấu đến cùng. Tối thứ bảy, em sẽ đến gặp cô Hồng. Em cẩn thận ông chị đó. Có anh, em không sợ gì hết. À, chuyện em tập hát sao rồi? Em chưa tập được nhiều. Nếu có anh tập chung thì hay biết mấy. Em thật sự thấy lo cho anh quá. Thôi, em cứ lo tập hát đi. Đừng lo chuyện cho anh nữa. Không sao đâu. Rồi, chào anh. Ừ. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một tội, như năm ngón tay trên một bàn tay. Anh nói cho mày nghe. Em xin lỗi. Vậy em có điện thoại. Đấy. Alo. Mẹ đứa nào cá luôn. Anh giờ. Trời ơi Quỳ. Trời anh sao anh? Mày á, đi theo thằng Thịnh làm cái quái gì? Mày bỏ ông Thịnh đi. Vậy sao tao nè? Mày á, bỏ được tối, đi theo đường sáng. Hiểu không? Mà thằng Thịnh là cái quái gì? Không là cái quái gì? Nó chỉ là một thằng quen, đúng không? Quá đúng. Mời đâu em? Dạ em mời. Em ơi, mời cho thêm hai chén nữa đi. Thôi không anh. Dạ em mời. Bị chết rồi, bị chai rồi. Sợ lưng nó là ai? Chẳng có ai hết. Anh này nói thiệt nè. Em ơi, dĩ thịt gà. Còn Quyền, mày biết ông Quyền không? Ông Quyền là ai? Mày biết không? Biết không? Làm sao mà biết được? Là cậu, là cha nội của ông bà Lóc. Dạ. 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 Cái chậu này á, là mày trả. Ta nói mày nghe, chậu sao đi bơm. Anh cứ yên tâm. Không sai không về. Mày biết vụ Hồng không? Hồng nào anh? Ông Hồng mà không phải một con Hồng nữa. Tao nói á, mày phải giữ kín nha. Phải giữ kín thiệt á. Cái này thì anh cứ tin đó em. Được. Vô. Dạ. Vô. Câu chuyện á là vậy nè. Mời anh chị em ngồi xuống. Tôi xin giới thiệu, đây là ông Long, giám đốc công ty Dài Trường Việt. Còn đây là ông Thiên,
Phó tổng biên tập báo Công Nhân trẻ. Dạ chào anh. Mời hai ông mời ngồi. Anh ngồi. Mời ông. Hôm nay tôi đến đây vì có lời mời của anh Quyền, đồng thời có kiến nghị của anh Thịnh về bài báo của cô Hân, phóng viên tập sự của tờ báo chúng tôi. Rất tiếc hôm nay cô Hân đang đi công tác ở Phan Rang. Chúng tôi đã gọi cô ấy liên lạc về nhưng chưa được. Cô ơi. Cô. Dạ. Chú, coi má giùm con chút nha. Con đi chơi chút. À, mà sao lâu quá không tìm được người giúp việc hả chú? Tôi cũng không biết. Coi giùm con. Gần đây, chúng tôi có nhận được rất nhiều đơn tố cáo phê phán anh Thịnh. Tôi xin tổng hợp lại ý kiến của công nhân, nhận xét về anh Thịnh, tập trung những ý kiến như sau. Thứ nhất, từ ngày anh lên phó quản đốc phân xưởng, có nghĩa là anh được quyền sắp xếp thời gian bố trí công việc cho công nhân. Nên mỗi khi công nhân có việc xin nghỉ phép, thì anh ta được thừa quyền ký giải quyết. Và anh ta thường làm khó dễ các công nhân, đến nỗi họ phải mời anh cà phê ăn sáng. Thậm chí khi họ được phép lên thì họ phải có quà cáp cho anh ấy. Cái thứ hai là anh Thịnh có tính tự kiêu, nhất là từ khi tốt nghiệp đại học tại chức. Anh luôn đối đầu với chị Chất và chống đối cô ta. Chị Chất mà kiểu lực ai thì anh Thịnh tỏ ra bênh vực cho người đó, lấy lòng công nhân. Có lần anh đã dùng búa phá vỡ ổ khóa của công ty, mặc dù người công nhân đó đã phạm tội ăn cắp rõ ràng. Cái thứ ba nữa là anh thường xuyên qua lại với anh Kiên, phó giám đốc công ty của chúng ta, để lôi bè kết cánh. Không hiểu vì sao anh Kiên lại bán xe máy và máy vi tính cho anh Thịnh với một cái giá gần như là cho không. Dạ. Thưa má, con mới về. Ủa, sao vậy con? Sao đi cà nhắc vậy? Con bị chật cổ chân đó mà, không sao đâu má. Sao con? Má, con sắp được đi làm rồi đó. Ủa, má sao vậy? Sao con sắp được đi làm mà má không vui vậy? Đi làm thì đi làm, nhưng mà nè, má đang lo chuyện của anh Thịnh con. Mấy ngày nay anh con không ngủ. Má hỏi chuyện gì thì nói là công ty đang làm kiểm điểm nó. Không biết có chuyện gì không, má lo quá. Không sao đâu má, anh con giỏi như vậy, hai cái bằng đại học, không làm được chỗ này thì làm chỗ khác. Con ơi, bây giờ chuyển qua công ty khác làm lại từ đầu vất vả lắm. Má nè, nếu mà lo như vậy, má lo cả đời hả? Anh con được tín nhiệm, được khen thưởng, được lên làm phó quản đốc, chuyện đó đâu có dễ đâu con. Má, con đi chơi nha. Má, cho con ít tiền uống nước đi má. Cảm ơn má. Con đi làm, có tiền con sẽ đưa hết cho má. Thật mà. Thôi, chừng nào có hãy nói. Sắp có rồi má ơi. Thôi, con đi nha. Thưa quý vị, tất cả những điều đưa trong đơn là sai sự thật. Tôi mong mọi người hãy điều tra làm rõ. Còn đây, lá đơn của cô Hồng. Cô ấy nhờ người chuyển cho tôi.
Con đồng hương đi. Tôi chỉ xin đọc phần chính. Hồng, tôi đã viết nhiều đơn lên công ty nhưng đều bị trả lại. Chính ông Trì là người tôi muốn kiện, là người đã phá hoại cuộc đời con gái chinh trắng của tôi. Ê, chờ lâu chưa? Ủa? Mày nhìn gì vậy? Không có gì. Sao? Chuyện tình cảm của mày với ông phó giám đốc tên Kiên sao rồi? Tao đi nẻ nhạc không cưa hắn hả? Mày nghĩ tao làm vậy hả? Biết đâu được. Nhưng mà tao thấy ông Kiên sao sao á. Sao là sao? Anh Thịnh có lá đơn tố cáo tôi của cô Hồng. Xin anh cho biết lá đơn nó được viết khi nào? Là đêm 21, tức thứ bảy. Thưa quý vị, tôi có lá đơn cô Hồng viết vào tối chủ nhật, tức là một ngày sau lá đơn của anh. Đây, trong lá đơn này có đoạn: tôi xin nói rõ ràng, lá đơn tôi viết trước đây đều do bị xúi ép buộc. Mọi người ơi, mong mọi người hãy tha lỗi. Mọi người bảo chính nghĩa sẽ thắng sao? Chuyện đó chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà thôi. Lá đơn này là lá đơn cuối cùng của tôi phủ nhận những lá đơn trước đây và khẳng định giữa tôi và ông Trì không hề có chút chuyện gì ngoài chuyện đôi khi ông cho tôi chút quà như ông vẫn thường làm với nhân viên trước đây. Nếu mà nói ta không yêu ảnh thì không đúng. Nhưng mà nói tao yêu ảnh thì lại càng không đúng hơn. Ê, mày biết chuyện mèo và chuột không? Ai là mèo, ai là chuột? Trời ơi, không lẽ tao là chuột? Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ mày nói tao nghe coi. Dạo này mày ở nhà sao rồi? Tao thì có gì đâu mà nói. Mà chiếc xe của mày á, để nhà tao từ bữa giờ, không có đi ngày nào hết trơn á. Thôi mà đừng giận mà, tao buộc cho đi quậy hết. Đi. Đi mày, đi. Ủa, mày quen đó hả? Không quen. Nhưng tao có linh cảm giữa tao và nó một mất một còn. Vậy là người đàn ông nó nơi đến có quen mày hả? Thôi đi bà, đừng đứng già đứng non nữa. À, tối nay tao sẽ biểu diễn lần đầu, mày có đi coi không? Có giấy mời đâu mà đi. Cần gì giấy mời, tao dẫn mày vô. Ok. Bây giờ chúng ta quay lại chuyện chính. Là vì sao chúng ta lại tổ chức cuộc họp ngày hôm nay? Sợ gì ông giám đốc tập trung chúng ta ở đây? Chính là vì bài báo này. Qua những việc anh Thịnh làm, chúng ta thấy
Đây chính là một con người mới xã hội chủ nghĩa. Một con người hết lòng vì tập thể. Một con người cống hiến cho công ty, cũng như cho đời từng giây từng phút. Bên cạnh đó, ở công ty Trường Việt, những con người tha hóa biến chất như ông Trì, mà chất đáng bị lên án. Và ngoài tòa án lương tâm mà chúng ta kêu gọi, thì chúng ta cần phải dùng cả tòa án hình sự mới đủ sức răn đe những kẻ bản chất xấu xa, có thể nói rằng không thể nào cải hóa. Anh Thịnh, anh thử nói xem, anh nói như vậy với nhà báo có quá đáng hay không? Anh tự ca ngợi mình như người anh hùng. Còn tôi, ông Trì và nhiều người khác nữa, mà nhà báo nêu tên cụ thể ở đây, là những kẻ đê tiện. Như vậy có đúng hay không? Tôi không hề nói vậy. Việc này sẽ được chứng minh một khi cô Hân... Thôi, tạm thời chúng ta gác lại chuyện này đi. Anh Phú, anh có muốn phát biểu gì không? Dạ... Dạ thưa em... Anh Thịnh đã có lần đánh tôi trước sự chứng kiến của hàng trăm công nhân. Còn đây là bằng chứng. Dạ. Một ngày em mơ, bao giấc mơ tên em, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em. Và đợi cho em những nỗi đau mùa mờ, chờ anh đến xóa hết những đau thương. Ước mơ trong đời có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi. Vẫn mong một ngày nắng lên xanh ngời, ta bên nhau sánh đôi. Hôm nay em đang có tâm trạng phải không? Hôm nay công ty có cuộc họp. Tôi đã nói, khi làm việc với tôi thì việc công ty dẹp qua một bên mà. Dạ. Thôi được rồi, đi. Đi đâu anh? Đi được con sẽ biết. Chúng ta tiếp tục cuộc họp. Vừa rồi ông Kiên có việc phải về tòa soạn, cho nên không thể tiếp tục cuộc họp với chúng ta. Xin mời ông Long tiếp tục. Tôi xin tóm lại việc mà anh Thịnh và một số công nhân khác tố cáo anh Trì có hành vi đồi bại với cô Hồng và một số nữ công nhân khác là không có. Việc cô Chất có hà khắc với công nhân tuy cần rút kinh nghiệm, nhưng mà thấy rằng hành động của cô Chất cũng có nhiều mặt tích cực. Còn về cậu Thịnh, đã có một số thành tích và đã được công ty cất nhắc khen thưởng. Chính vì vậy nên tỏ ra kiêu ngạo, thiếu tu dưỡng. Biểu hiện rõ ràng nhất là trong bài báo. Xin mời anh Quyền, Phó Chủ tịch Hội Giày da thành phố phát biểu. Bây giờ xin mời quý vị hãy nghe những lời ở đây. Mày bỏ thằng Thịnh á, theo các anh á, là bỏ đường tối đi theo con đường sáng. Nó là cái gì chứ? Nó chẳng qua là đặt phó quản đốc quẹt. Sau lưng nó có ai? Không có ai hết á. Còn anh nói thiệt nha, tụi anh á có ông Quyền. Ông Quyền là cái gì? Không biết không? Là cậu, là cha nội của ông bà Long. Hôm nay á, không sai không về. Dầu này á, mày trả. Dầu sao á, đi bơm tao trả. Mày biết con Hồng không? Hả? Mà... không phải chỉ một con Hồng. Anh bị nói cho mày kết chuyện này nha. Tao nói cho mày biết, nay mai á mà Long tiêu rồi, ông Long á là đồ đu nhược, còn ông Trì á có cái ô trụ là ông Quyền nhất định á sẽ là phó tổng giám đốc. Lúc đó á thằng Thịnh á chỉ có nước là đi đợi à, nhớ.
À, nhạc sĩ Thanh Hoàng. Ngươi đã từng có những ca khúc bi lụy tuyệt vời nhất trong những năm 20, à không, 30 năm trở lại đây. Ông ta từng là tình địch của tôi. Hồi đó, tôi đang cưa cẩm một cô gái diễn viên trường múa. Thùy Trang, đúng rồi. Tôi dẫn cô ấy đến chơi nhà ông ta. Và ông ta đưa cho cô ấy một dòng chuỗi hàng, cùng lời hứa sẽ đưa cô ta ra nước ngoài. Mày nói gì? Tôi nói ông cướp bộ tôi. Sao? Không đúng à? Dạ. Hôm nay thay món à? Công nhân à? Chắc là hàng ngon đây. Má. Con. Sao rồi? Chuyện sao rồi con? Hả? Giải quyết xong hết rồi má. Vậy hả? Dạ. Trời ơi má mừng quá chứ thôi má lo quá con ơi. Thôi ăn cơm đi con. Dạ. Ồ, mà anh Thư đâu má? Đi diễn rồi, chắc giờ cũng sắp về rồi đó. Con ăn trước đi rồi hồi nó về má dọn nó ăn sao. Má ăn cơm. Nè con, ăn đi. Dạ. Ủa, tại sao lại biết bài hát tặng em? Tôi cũng không biết nữa. Có những bài hát tự nhiên mà đến. Đôi khi nó chỉ là những chiếc lá rơi thôi. Em ăn đi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Mời em. Dạ mời anh. Em ăn đi. Dạ. Thôi mày đừng có buồn. Không được lần này á thì lần sau vậy. Cơ hội còn nhiều mà. Nhưng mà tao tức lắm. Tự nhiên chọn mình đi diễn. Mình đã chuẩn bị biết bao nhiêu cho đêm diễn rồi. Vậy mà tao lại bị bỏ ra chỉ vì một con nhỏ đến từ Hà Nội. Thôi bỏ đi. Đừng buồn nữa. Alo. Chờ. Chào anh. Tặng cho anh nè. Ủa, ở đâu ra vậy? Lúc đợi đến đêm diễn, em đi lang thang, thấy có tiệm tạp hóa, có hình này dễ thương, nên em mua tặng anh đó. Đó cũng hay. Anh sẽ để trên bàn làm việc của anh. Trả cho anh nè. Thôi, em đi về đây.
Bao yêu thương quên lâu chợt hiện về trong tim tôi, bất chợt làm cho đôi môi khẽ nói lên lời yêu. Dù tan mau đi bao nỗi buồn hơn sau bao lâu, vì tình yêu kia tuyệt vời mặn nồng nhưng vỡ màu. Em xinh tươi như hoa trong ngày trời sáng bao la, em nhẹ nhàng quá cho anh quên hết bao sầu lo. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng dù một ai nơi đây, thì ngày thay đổi cho con tim ta thêm bối rối. Ta yêu người bằng chính con tim mình, chẳng dối gian chi người hơn. Ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa tình yêu. Ta yêu dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những khát khao đời mong. Ta yêu dù biết xa sao ngày sau, tình vẫn cho anh dài lâu. Bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào, hương tình yêu. Em xinh tươi như hoa trong ngày chưa dành bao lâu, em nhẹ nhàng quá cho anh quên hết bao sầu lo. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng dù một ai nơi đây, thì ngày thay đổi cho con tim ta thêm bối rối. Ta yêu người bằng chính con tim mình, chẳng dối gian chi người hơn. Ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa tình yêu. Ta yêu dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những khát khao đời mong. Ta yêu dù biết xa sao ngày sau, tình vẫn cho anh dài lâu. Bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào, hương tình yêu. Ta yêu dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những khát khao đời mong. Ta yêu dù biết xa sao ngày sau, tình vẫn cho anh dài lâu. Bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào, hương tình yêu. Hương tình
Em xem đi em. Cho em xem cái này. Cảm ơn. Mấy còn tốt lắm đó em. Ừ. Em muốn xem cái này. Cái này hả? Ừ. À, cho em xem cái đó đi. Em xem đi em. Em lấy cái này. Ừ. Chị bỏ hộp nha.